Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 124. Soạt. Lâm Nhất chậm rãi cầm lấy viên thần đan đang cháy rực trong ngọn lửa máu này, nhìn nó bằng ánh mắt hơi phức tạp. Bách Lý Kỳ. Người này thật cao minh, trông có vẻ chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà đã có cảnh giới thần đan. Dù ở Đại Thế Côn Luân, cao thủ cảnh giới thần đan cũng là một sự tồn tại cực kỳ mạnh và đáng sợ. Huống gì là yêu nghiệt cảnh giới thần đan còn trẻ như thế. Nếu hắn ta sống ở thời nay, có lẽ phong thái vẫn như trước, có thể dễ dàng đạt tới trình độ cao hơn trên con đường võ đạo. Dù sao yêu nghiệt tên Bách Lý Kỳ này cũng quá trẻ. Điều thật sự khiến Lâm Nhất xúc động là câu nói hùng hồn của hắn ta trước khi chết, chiến tôn Long Môn, đến chết mới thôi, Bách Lý Kỳ ta không đầu hàng. Từ ngữ mấu chốt, chiến tôn. Long Môn. Lâm Nhất suy tư, có lẽ vào thời thượng cổ hoàng kim ấy có một tông phái lớn tên là Long Môn. Đại trận trong Thương Long cấm giới có thể là do tông môn này tạo ra, thậm chí cả con đường thông thiên đều không ngoại lệ. Có lẽ chiến tôn là một danh hiệu nào đó trong tông phái này, có được vinh dự chí cao vô thượng. Ngoài ra, chiêu thức một cái búng tay giết chết rất nhiều ma nhân của Bách Lý Kỳ trước đó hình như là đạn chỉ thần kiếm mà Lâm Nhất tu luyện. Đạn chỉ thần kiếm của mình do tiền bối Tử Diên Kiếm Thánh để lại, không phải từ thời thượng cổ đó, Tử Diên Kiếm Thánh cũng là người trong Lâm Nhất. Lâm Nhất lẩm bẩm. Tất nhiên cũng có khả năng chỉ là một sự trùng hợp nào đó, dù sao cũng chỉ là một bí thuật mà thôi, chưa chắc phải thông qua Long Môn mới có thể học được, cũng có thể là có những cách tu luyện khác. Có vẻ như đạn chỉ thần kiếm của hắn ta mạnh hơn mình rất nhiều, cũng có thể lĩnh ngộ xem sao. Nhưng bây giờ mình phải tranh thủ luyện hóa viên thần đan này mới được, Lâm Nhất nhìn chằm chằm viên thần đan huyết diễm trong tay bằng ánh mắt hài lòng, cái này quý hơn thiên tinh châu gấp trăm lần. Lâm Nhất nhìn xuống mặt đất, ngoài tảng đá khổng lồ thì còn một số hoa văn cổ xưa còn sót lại. Mơ hồ có thể thấy được là một trận pháp nào đó. Năm xưa Bách Lý Kỳ đã dùng trận pháp này để khởi động điểm nút nào đó trong đại trận tinh khung Thương Long, không biết bây giờ có thể khởi động lại không? Mặc dù nó đã bị hủy hoại nhưng vẫn còn phần lớn linh văn, hắn không cần phát huy uy lực của những điểm nút này như xưa, chỉ cần có thể điều động linh khí thiên địa sẽ có trợ giúp rất lớn khi luyện hóa thần đan, thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2. Nghĩ là làm ngay, Lâm Nhất lập tức ngồi khoanh chân trước nơi người áo xanh đang đứng, khi hắn rót chân nguyên vào trong đó. Giống. Có tiếng rồng ngâm vang lên. Long uy lúc ẩn lúc hiện trên tảng đá khổng lồ trước đó lại xuất hiện lần nữa. Long uy vô hình lượn lờ ở xung quanh, lúc hít thở, khí tinh nguyên trong không khí không ngừng tràn vào. Ra vậy. Lâm Nhất tỏ ra đã hiểu, mắt sáng rực lên. Hóa ra Long uy trước đó bắt nguồn từ đây, điều này thật kỳ diệu, dùng trận này để độ kiếp, khi đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2 sẽ có thêm một lớp bảo vệ. Vèo. Ngựa huyết long đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhất, nó không yên tâm đám người Tử Khuyết nên đi theo quan sát từ xa. Nó khoa tay múa chân báo lại tin tức của đối phương cho Lâm Nhất. Có cần gọi người giúp không? Lâm Nhất nhếch môi cười cợt, hắn thực sự không muốn quan tâm đến đám người này, hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian. Lâm Nhất có thể dễ dàng giết chết đối phương bất cứ lúc nào. Chẳng qua hắn không muốn bại lộ con át chủ bài kiếm ý thông thiên này thôi. Đợi khi nào thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2, ưu thế tu vi từ 4 vùng khí hải của đối phương chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Đến lúc đó Lâm Nhất không cần kiếm ý thông thiên cũng có thể nhẹ nhàng áp đảo đám người này. Chút tự tin ấy hắn vẫn phải có, nếu không thì hắn lấy đâu ra sức mạnh tới Thương Long cấm giới tranh đấu với 5 người nắm giữ tinh diệu chi linh kia chứ. Tiểu Hồng. Người ở ngoài canh giữ giúp ta. Lâm Nhất cười với ngựa huyết long, ra hiệu cho đối phương yên tâm. Sau khi thấy đối phương nghiêm túc gật đầu, Lâm Nhất hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã tìm được thời cơ, có thể đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2 hay không, thành bại phụ thuộc vào lúc này đây. Lần này hắn cần nhờ thần đan bản nguyên của Bách Lý Kỳ để luyện hóa 3.000 viên đan tinh thần. Đợi sau khi định thần lại. Lâm Nhất vỗ nhẹ vào túi chữ vật, 3.000 viên đan tinh thần liên tục bay ra lơ lửng ở bốn phía. Lâm Nhất đặt thần đan bản nguyên vào lòng bàn tay, vẻ kiên định thoáng qua trong mắt hắn,
hắn từ từ nhắm mắt lại. Ầm ầm. Khi hai đại kiếm quyết thôi động, thần đan bản nguyên trong lòng bàn tay lập tức phóng thích khí tinh nguyên cuồn cuộn vào trong cơ thể Lâm Nhất. Chỉ sau chốc lát, khí tinh nguyên cuồn cuộn này nhiều đến nỗi bao trùm Lâm Nhất rồi biến thành ánh sáng bay đi. Khí tinh nguyên xâm nhập vào cơ thể như thác lũ, mái tóc dài của Lâm Nhất không gió mà bay, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú như yêu tinh Lâm Nhất cũng trở nên vô cùng góc cạnh, sắc bén cực kỳ. Thực lực của Lâm Nhất đã sớm đạt được tư cách độ kiếp thiên phách lần hai, chẳng qua hắn cố ý áp chế vì muốn tìm một cơ hội. Số lượng đan tinh thần luyện hóa càng nhiều sẽ giúp hắn lột xác thật sự, tạo thành căn cơ vững chắc không gì có thể phá hủy sau khi độ kiếp. Bây giờ hắn đã tìm được thời cơ, còn có sự bảo hộ của đại trận thượng cổ không hoàn chỉnh, lần này độ kiếp chỉ như nước chảy thành sông. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua một ngày, Lâm Nhất luyện hóa thần đan bản nguyên cũng tới thời khắc cực kỳ quan trọng. Cùng lúc này, ở phía ngoài ma vụ dần trở nên náo nhiệt. Thần đan bản nguyên phát ra cột sáng xuyên qua ma vụ, phóng thẳng lên trời tạo thành dị tượng vô cùng chấn động, thỉnh thoảng có tia chớp màu bạc xẹt qua bầu trời. Khi tia chớp chiếu sáng mọi nơi, không gian như thể bị giam cầm. Dị tượng này quá kinh khủng, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã có vô số nhân tài kiệt xuất của các giới vực tới đây. Khi biết là Lâm Nhất đang luyện hóa một viên thần đan, ai cũng vô cùng khiếp sợ, sau khiếp sợ là hâm mộ không che giấu được. Chỉ là những ai muốn đi tìm hiểu sẽ lập tức bị ngựa huyết long chạy ra ngăn cản. Đặc biệt là sau khi nó ra tay làm thịt mấy tên đạo trích, cuối cùng đám người này cũng bị dọa sợ, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lại thêm một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người tập trung xung quanh ma vụ. Dần dần có người phát hiện điều bất thường, nhận thấy được khí tinh nguyên mà Lâm Nhất luyện hóa có vẻ bất phàm. Rõ ràng chỉ là đột phá cảnh giới thiên phách tầng 2, nhưng khí tinh nguyên phun trào kia và dị tượng trên trời mang lại cảm giác không thua kém gì kiếp số của cảnh giới thiên phách tầng 4. Sự phát hiện này lập tức khiến mọi người chấn động. Độ kiếp vốn là chuyện rất nguy hiểm, nó liên quan đến sinh tử, bất cần một chút thôi là sẽ mất mạng. Nhưng Lâm Nhất lại lỗ mãng như thế, chỉ mới tu vi cảnh giới thiên phách tầng 1 mà đã luyện hóa khí tinh nguyên cuồn cuộn như vậy. Quả thật không thể nào hiểu được. Tiểu tử này điên rồi sao? Đáng sợ, nếu lần này hắn độ kiếp thất bại thì không chỉ hóa thành cho tàn ngay tại chỗ, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tránh xa một chút vẫn tốt hơn. Tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, rất nhiều người lặng lẽ lùi ra xa mới dám tiếp tục quan sát. Lúc này cũng có một nhóm khách không mời mà đến, họ lặng lẽ xuất hiện ngoài rìa đám đông. Là Từ Khuyết đi rồi quay lại, nhưng bên cạnh hắn ta có thêm ba người, thủ lĩnh Mặc Diễm của giới vực Liệt Dương, thủ lĩnh Mục Tử Dịch của giới vực Huyền Linh và thủ lĩnh Liễu Mộ của giới vực Huyết Cốt. Tính ra cả ba người đều là bằng hữu cũ của Lâm Nhất, chỉ là so với lúc ở quảng trường Thánh Đàn thì có thêm huyền sư tứ phẩm Mục Tử Dịch. Khi nhìn thấy chân nguyên thoát ra từ trong ma vụ, cả ba người đều rất khiếp sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Có thật là Lâm Nhất đang độ kiếp trong đó không? Trong mắt thủ lĩnh Liễu Mộ của giới vực Huyết Cốt khó nén nổi vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút khó tin. Từ Khuyết gật đầu, thật sự, đúng là hắn. Thủ lĩnh Mặc Diễm của giới vực Liệt Dương lạnh lùng nói, tiểu tử này muốn chết đây mà, có vẻ như hắn không chỉ luyện hóa viên thần đan bản nguyên kia thôi đâu. Liễu Mộ khẽ nheo mắt, lạnh nhạt bảo, cho người đi vào xem sao trước đã. Mấy tên cao thủ của ba giới vực che giấu hơi thở xâm nhập vào trong ma vụ. Nhưng hồi lâu sau họ lại thảm hại trở về, thậm chí còn có hai người chết trong tay ngựa huyết long, tin tức mà họ mang ra cũng khiến Liễu Mộ cau mày. Dù tránh được ngựa huyết long, nơi Lâm Nhất đang độ kiếp còn có một đại trận cổ xưa bảo vệ hắn, hoàn toàn không thể tới gần. Sắc mặt cả đám lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ Khuyết mắng, thằng khốn này, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn độ kiếp thành công sao, có lợi cho hắn quá không? Ha ha, không cần lo lắng. Mục Tử Dịch đột nhiên cười, cứ để hắn độ kiếp đi, ta chỉ cần bày trận tinh khung khóa long xung quanh ma vụ, dù cho hắn nghịch thiên đột phá thẳng tới cảnh giới thiên phách tầng 3, ta cũng sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn, chỉ có thể phát huy chưa tới 5 phần thực lực.
hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, dù có phá vỡ trận pháp bảo vệ hắn và làm hắn độ kiếp thất bại, khà khà, như vậy chỉ sợ cũng sẽ chôn cùng hắn. Với động tĩnh này, khi bản thể nổ tung, ai dám tới gần đều khó thoát khỏi cái chết. Lời hắn ta nói khiến những người khác thay đổi sắc mặt, quả thật là vậy. Có thực lực phá vỡ đại trận hộ thân kia cũng chỉ có các thủ lĩnh giới vực như Liễu Mộ, bảo họ đi chết cùng Lâm Nhất thì không ai đồng ý cả. Trận tinh khung khóa long này của huynh, Mạc Diễm nghi ngờ nhìn Mục Tử Dịch, lần trước trận khóa long của đối phương đã suýt để Kim Ti Ma Viên lật ngược tình thế. Mục Tử Dịch lạnh lùng đáp, lần này sẽ không, ta đã dùng 10 viên yêu đan long huyết để luyện chế linh đồ, chỉ cần cho ta thời gian, bảo đảm tiểu tử này sẽ không trở mình nổi. Cứ làm vậy đi. Liễu Mộ, người có thực lực mạnh nhất trong mấy người, trầm giọng nói, Từ Khuyết, đan ma sát kích phát tiềm năng của giới vực ma sang ngươi, huyết diễm ma quyết của giới vực liệt dương Mạc Diễm ngươi, lần này đừng giữ lại. Nếu không thì khi không hạ được tiểu tử này, sau này đừng hòng đối phó với hắn. Yên tâm, đã tới nước này, nếu không hạ được hắn thì chúng ta sẽ mất hết mặt mũi mất, Từ Khuyết lạnh lùng trả lời, sắc mặt âm u. Mạc Diễm bình tĩnh đáp, di chứng của huyết diễm ma quyết không nhỏ, nhưng lần này ta không có lựa chọn nào khác. Thấy hai người đều tỏ thái độ, Liễu Mộ nói tiếp, ra tay, đuổi người. Lần này ta sẽ bày thiên la địa võng, dù ông trời có tới cũng đừng hòng cứu được hắn. Khi Liễu Mộ chỉ huy bốn giới vực lớn bày thiên la địa võng để dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Trên tảng đá khổng lồ ma vụ cuồn cuộn, Lâm Nhất đang ngồi khoanh chân, viên thần đan trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Lúc nào cũng có năng lượng nóng rực tràn vào trong cơ thể theo ánh sáng, 3.000 viên đan tinh thần ở bốn phía hóa thành khí tinh nguyên rồi rào lượn lờ quanh người hắn. Ầm ầm. Lực lượng tinh nguyên như có thực thể phát ra tiếng chảy như tiếng nước chảy. Dưới sự chiếu rọi của viên thần đan trong lòng bàn tay, rất nhiều khí tinh nguyên hóa thành chất lỏng được chiếu rọi ánh vàng rực rỡ như là dung nham đúc từ hoàng kim. Không thể tưởng tượng rốt cuộc lượng khí tinh nguyên mà tảng đá này phụ tải lớn đến mức nào. Với lượng khí tinh nguyên này rót vào, thất phách tiên thiên trong cơ thể Lâm Nhất lại từ từ mở ra thêm một phách, một vùng khí hải mới chậm rãi hình thành. Một khi đã thông vùng khí hải mới, không chỉ chân nguyên tăng vọt mà thậm chí ngay cả cơ thể, khí huyết, uy lực của công pháp và võ học cũng sẽ tăng vọt điên cuồng, đạt tới sự lột xác chân chính. 3.000 viên đan tinh thần, một viên thần đan bản nguyên, hành động điên cuồng này của Lâm Nhất sẽ mang lại sự lột xác gấp mấy lần người khác, thậm chí là gấp 10 lần. Sự lột xác ấy sẽ thay ra đổi thịt, đạt tới mức độ xưa nay chưa từng có. Lúc này đả thông vùng khí hải cũng dễ dàng, không có quá nhiều trở ngại. Căn cơ của Lâm Nhất đã sớm vững chắc, chẳng qua còn thiếu cơ hội thôi. Nay thời cơ đã đến, đương nhiên hắn sẽ có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới thiên phách tầng 2. Tất nhiên bây giờ không phải mấu chốt chân chính, đợi khi nào kiếp thiên phách thật sự giáng lâm mới có thể hoàn toàn thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2. Khí hải dần dần mở rộng, một luồng khí tức rộng lớn mênh mông tỏa ra từ cơ thể Lâm Nhất. Vào lúc này, mỗi một lỗ chân lông của hắn hơi mở ra, có ánh sáng lấp lánh trong suốt xuyên thấu ra ngoài, toàn thân tràn ngập cảm giác trang trọng thiêng liêng. Xoạt. Chân nguyên trong khí hải nhộn nhạo. Giống như nước suối màu vàng chớp mắt đã đạt đến khoảng cách mấy trăm trượng. Trình độ khoa trương như vậy khiến Lâm Nhất giật mình. Người khác độ kiếp thiên phách thứ hai có thể có 500 vạn viên đan tinh nguyên đã xem như rất lợi hại. Khi đám Liễu Mộ thăng lên cảnh giới thiên phách tầng 3 cũng chỉ tiêu hao khoảng 800 vạn đan tinh thần. Nhưng bây giờ Lâm Nhất đã tiêu hao 3.000 viên đan tinh thần, cũng là 3.000 vạn viên đan tinh nguyên, một số lượng đáng sợ. Khi cơ thể đạt đến cực hạn có thể chịu đựng, hai mắt nhắm chặt của Lâm Nhất chậm rãi mở ra, ánh vàng trong mắt tùy ý, phong mang hiện rõ. Cảnh giới thiên phách tầng 2. Năm ngón tay Lâm Nhất khép chặt, hai khí hải đồng thời vận chuyển, hắn lập tức cảm nhận được chân nguyên đáng sợ chảy xuôi như dung nham trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, bây giờ chỉ dựa vào tu vi là đủ để đối kháng với đám người Từ Khuyết mà không hề yếu thế. 3.000 viên đan tinh thần, cộng thêm thần đan bản nguyên mà Bách Lý Kỳ để lại không phải là điều mà người ngoài có thể tưởng tượng. Kiếp thiên phách, sắp đến rồi nhỉ.
Ánh mắt Lâm Nhất nóng bỏng, tóc dài tung bay, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn thật sự muốn xem, kiếp thiên phách ở trình độ này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đợi độ kiếp thành công, biển chân nguyên trong hai khí hải có phá vỡ cực hạn được hay không? Giữa bầu trời đột nhiên kéo đầy mây đen, vô số sấm sét như sương mù biến đổi không ngừng, trong mây đen mênh mông vô tận dường như có sinh mệnh đang hô hấp. Kèm theo nhịp hô hấp đó, mây mù sấm sét chớp lóe dần dần diễn hóa thành hung thú nào đó. Gào, gào, gào. Tiếng gầm giận dữ như gió bão điên cuồng, gầm vang giữa đất trời. Tiếng thét gào của hung thú lại khiến đất trời phương này cũng run rẩy. Nếu có người ngoài ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc, lôi kiếp diễn hóa thành hung thú, đây là chuyện chỉ có sau cảnh giới thiên phách tầng 3. Bây giờ Lâm Nhất chỉ mới là kiếp thiên phách tầng 2, thế mà đã gặp phải, đúng là quỷ dị. Thú vị. Lâm Nhất nheo hai mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Hắn cảm giác được kiếp thiên phách lần này khác với lần trước, che giấu tiết tấu cực kỳ đáng sợ. Học. Trong khi hắn đang trầm tư, mây đen chuyển động, khắc sau một tia chớp giáng thẳng xuống. Khi sắp rơi xuống đỉnh đầu Lâm Nhất, tia chớp đột nhiên hóa thành một vuốt thú khổng lồ, cấu xé về phía Lâm Nhất. Nhưng khi nó sắp rơi xuống, trận pháp xa xưa in trên tảng đá tỏa sáng rực rỡ, một bóng rồng lao lên nghênh đón. Vuốt thú do tia chớp đó hóa thành bị đánh bay trở về, nổ tan giữa không trung, mảnh vỡ không ngừng nổ ra như sao băng. Khi vuốt thú bị đánh tan, yêu thú do mây đen hóa thành giữa trời trở nên nóng nảy giống như bị chọc giận. Rắc, rắc. Ngay sau đó, tia chớp không ngừng nối nhau hóa thành thế tấn công mãnh liệt, cuồn cuộn rơi xuống. Nửa thân mình con yêu thú do mây đen hóa thành hiển lộ giữa màn trời, là một con ma lang khổng lồ toàn thân đen nhánh. Chỉ là ma lang này không có lông, cả cơ thể được ngưng tụ từ điện tương. Lâm Nhất dần dần cảm nhận được một chút áp lực, cho dù là cổ trận Long Uy cũng không thể chặn được toàn bộ lôi kiếp. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, dùng xác thịt chống đỡ, hóa giải nó một cách hoàn hảo. Cứ vậy sau nửa canh giờ, lôi điện ma lang đen kịt hoàn toàn lao xuống, đầu trúc xuống dưới, cơ thể giống như một ngọn núi dựng đứng, chọc thủng hư không, chấn động đất trời. Đại trận cổ xưa trên tảng đá bỗng chốc bùng phát đến cực hạn. Long uy rồi rào biến hóa thành thực chất, đón đỡ chính diện. Tiếng động to lớn vang vọng, tia chớp rực rỡ như những giọt mưa điên cuồng chút xuống. Rắc. Vào lúc này, đại trận vốn khuyết thiếu dưới chân Lâm Nhất tan rã, dần dần tan vỡ từng chút một. Lôi điện ma lang vẫn còn uy áp lại gần trong gang tấc, ánh sáng trong đôi mắt càng vô cùng đáng sợ. Thu. Dưới tia chớp chiếu soi. Gương mặt tuấn tú của Lâm Nhất hiện lên vẻ điên cuồng, ngửa đầu quát lên. Nếu là người khác chắc chắn không dám lỗ mãng như vậy, nhưng Lâm Nhất có nội tình sâu dày, đồng thời kiêm tu hai đại kiếm quyết, lúc cần thiết còn có thể sử dụng kiếm ý thông thiên, hắn đương nhiên không sợ. Ánh sáng bùng lên trong mắt hắn, lập tức có kiếm ý bao la thét gào lao đi. Ngay khoảnh khắc lôi điện ma lang hoàn toàn rơi xuống, bao bọc toàn bộ nó trong kiếm thế của mình. Thanh Tiêu, Tử Diên. Hai đại kiếm quyết được thôi thúc đến cực hạn, thần thụ màu xanh ở sau lưng lay động như che khuất bầu trời, vô số cánh hoa Tử Diên lặng lẽ lơ lửng giữa đất trời xung quanh. Dựa vào ý cảnh của hai đại kiếm quyết, Lâm Nhất không ngừng làm hao mòn nhuệ khí của lôi điện ma lang, khiến lôi uy trên người nó không ngừng giảm bớt. Gào. Nhưng hung thú sấm sét này lại vô cùng hung mãnh, trong tiếng rít gào. Trong sự điên cuồng chứa tia chớp rồi rào lao ầm đến. Cho dù có kiếm ý hộ thể, phong mang sấm sét đó thẩm thấu vào vẫn như vật lộn. Khóe miệng Lâm Nhất không nhìn được co giật mấy lần, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tạm thời để ngươi kiêu căng một lúc. Qua một lúc sau, hung uy của lôi điện ma lang rõ ràng đã giảm bớt hơn một nửa. Chém. Trên người Lâm Nhất lập tức bùng lên phong mang, kiếm ý thông thiên lan tỏa. Khoảnh khắc nó rít gào lao đi, một ánh sáng vàng chém tan lôi điện ma lang thành vô số mảnh. Lôi kiếp hóa hình cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm trong mắt người bình thường đã bị Lâm Nhất một kiếm chém tan. Lâm Nhất hít sâu một hơi, ngồi xuống trở lại,
chậm rãi nhắm hai mắt. Lôi mang tỏa ra giữa không trung, nhìn như hỗn loạn, thật ra đều bao bọc dưới kiếm thế của Lâm Nhất. Kiếm thế thu về, lôi kiếp còn lại bị Lâm Nhất dần dần thôn vệ hấp thu, dùng để nâng cao tinh luyện khí hải vừa mới mở ra của mình. Ầm ầm. Tiếng sấm vang từng đợt, mảnh vỡ tia chớp chuyển động giống như kén lôi bao bọc Lâm Nhất, kèm theo sự hình thành của kén lôi, thiếu niên ngồi trong đó đang trải qua sự thay da đổi thịt lột xác nào đó, đồng thời trở nên mạnh hơn với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Lại nửa ngày trôi qua, kén lôi to lớn thành hình trên tảng đá, khí tức vốn điên cuồng dần dần yên tĩnh lại. Kiếp thiên phách tầng thứ hai xem như đã hạ màn. Tuy rằng trong lúc đó lôi kiếp diễn hóa thành hung thú quả thật khiến Lâm Nhất kinh ngạc, trong quá trình cũng xem như chịu chút khổ, nhưng tổng thể vẫn như Lâm Nhất dự liệu, dựa vào tích lũy thời gian đầu và đại trận vốn có sẵn trên tảng đá này. Cuối cùng cũng đã trôi qua sóng yên biển lặng, Lâm Nhất ở trong kén lôi đang tiến hành lột xác lần cuối. Rắc! Đột nhiên kén lôi nứt ra, vết nứt lan ra càng lúc càng nhiều, sau đó ầm ầm nổ tung. Lâm Nhất phá kén ra ngoài, khoảnh khắc đó đôi mắt nhắm chặt mở ra, thoáng có kiếm ý kêu vang, phong lôi kèm theo thương long thét gào. Khí tức mạnh mẽ không ngừng dâng lên trên người hắn, tu vi hắn nâng cao vượt bậc, đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thiên phách tầng 2. Xoạt! Lâm Nhất duỗi năm ngón tay trắng nõn từ trong tay áo màu xanh, chậm rãi nắm lại. Hai khí hải đồng thời thôi thúc, chân nguyên không ngừng dâng lên như thủy triều. Lúc này, toàn thân hắn tràn ngập khí tức vô cùng cuồng bạo, mỗi một tế bào đều như chất chứa sức mạnh ngút trời. Đợi năm ngón nắm chặt, một quyền đánh ra. Ầm! Không khí ở trước mắt giống như nước hồ đóng băng, bị một quyền đánh tan thành mảnh vụn. Kình phong sắc bén diễn hóa ra vô số cơn bão lan ra trong thời gian ngắn. Lâm Nhất lướt mắt nhìn, dừng trên người ma thi đang xoay tròn xung quanh. Lần này hắn dùng hai đại kiếm quyết đồng thời thôi thúc hai đại khí hải. Xoạt! Hắn đưa tay vẫy tới, nhiều ma thi xoay quanh lập tức di chuyển, bị ép vào một chỗ dưới uy áp của hắn. Đợi đến khi ma thi chen chúc giống như ngọn núi nhỏ chất chồng giữa không trung, hắn nắm chặt tay, quyền mang như kiếm đâm thủng hư không. Ầm! Kiếm quang chói mắt rít gào, ma thi chen chúc lập tức bị đánh tan thành cho bụi, không còn sót lại gì. Lâm Nhất rời mắt về, trong mắt hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, bây giờ sau khi độ kiếp hoàn toàn, tu vi chân nguyên đã tiến bộ hơn trước kia gấp mấy lần. Bây giờ yêu nghiệt bình thường cảnh giới thiên phách tầng 4 ở trước mặt hắn cũng không gây ra được sóng gió gì. Sử dụng nhật diệu thần quyền với tu vi này, có lẽ uy lực cũng sẽ tăng vọt rất nhiều. Dù sao bản thân võ học tạo hóa trình độ đó đã tiêu hao chân nguyên rất lớn. Bây giờ chân nguyên không những nâng cao về chất lượng và số lượng, uy lực há lại không mạnh hay sao? Cảnh giới thiên phách tầng 2 cuối cùng cũng thành. Lâm Nhất thở phào, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Bây giờ hắn thật sự mong chờ, từ khuyết đi mà quay lại rốt cuộc đã tìm được trợ thủ như thế nào. Lúc này nâng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2 có thể xem là bùng phát tích lũy, thực lực tăng vọt ngoài dự liệu của Lâm Nhất. Trên tảng đá rộng rãi, Lâm Nhất lại thử một phen, dùng hai đại khí hải thôi thúc thần dương toái thiên ấn. Ầm! Khi kim xí thần nhân hiện thân ở sau lưng trăm trượng, cả đất trời bỗng chốc tĩnh lặng. Mảnh vụn còn sót lại của đám ma thì bị uy áp vô hình ràng buộc, thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc này. Vào lúc này, thần ấn cổ xưa trên lòng bàn tay giống như hạo nhật điên cuồng thiêu đốt. Xoạt! Dưới ánh sáng của ngọn lửa màu vàng, cả bàn tay hắn đều bị nhuộm thành một màu vàng, từ trong ra ngoài tràn ngập sức mạnh khiến người ta run sợ. Khi luồng sáng màu vàng này lan tràn, nửa cánh tay của Lâm Nhất biến thành màu vàng chói mắt, giống như cánh tay pho tượng đổ thạch cao màu vàng. Đây! Lâm Nhất biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ cực kỳ kinh hãi, đó mới là uy lực chân chính của võ học tạo hóa cấp vương giả sao. Nhật diệu thần quyền là võ học tạo hóa cấp cao vô cùng đặc biệt, nếu đủ thiên tư thì có thể diễn hóa thành võ học tạo hóa cấp đế giả. Nếu thiên tư ngu đần thì chỉ có thể luyện thành võ học tạo hóa cấp bá giả phẩm cấp thấp nhất. Nếu có cơ hội bổ sung đầy đủ công pháp này thì thậm chí còn có thể hơn cả tạo hóa. Khi Lâm Nhất luyện hóa yêu đan vương giả của Kim Ti Ma Viên, hạo nhật thần quyền đã được hắn luyện thành võ học tạo hóa cấp đế giả.
chỉ là tu vi trước kia quá thấp, bị người ta ngộ nhận là võ học tạo hóa cấp vương giả. Cấp bá giả, cấp vương giả rồi đến cấp đế giả cao nhất, khoảng cách của nó không phải chuyện đùa. Sau cơn kinh ngạc, trên mặt Lâm Nhất lộ ra vẻ điên cuồng, có thủ đoạn thế này thì có thể chân chính tranh đấu với người nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh. Dù kiếm ý thông thiên không xuất hiện cũng có phần thắng không nhỏ, nó chính là sự tự tin của Lâm Nhất lúc này. Lâm Nhất phất tay, xua tan thần dương toái thiên ấn, nửa cánh tay được tưới thành màu vàng chậm rãi phai nhỏ ánh sáng. Xoạt! Huyết Long Mã hiện thân, nhìn về phía bên ngoài ma vụ, ra hiệu cho Lâm Nhất. Còn gọi trợ thủ thật kìa, âm hồn không tan. Trên mặt Lâm Nhất lộ ra ý cười nhàn nhạt, chỉ là ý cười đó lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên ngoài ma vụ, đám người Liễu Mộ đã chuẩn bị hai ngày, đuổi hết đa số võ giả đến góp vui đi. Giữa không trung, trên một tảng đá lớn, ba người Liễu Mộ, Mặc Diễm và Từ Khuyết sánh vai nhau, mắt nhìn chằm chằm làn ma vụ ở phía xa, sâu trong mắt dâng tràn sát ý đáng sợ, tia sáng lạnh lùng hung ác. Ba người họ có thể nói là chịu đủ nỗi khổ bởi Lâm Nhất, gần như mất hết mặt mũi. Từ lâu bọn họ đã hận Lâm Nhất thấu xương, nếu Lâm Nhất là nhân tài giới vực cấp cao, có lẽ ba người cũng sẽ nhịn cơn tức này. Thế nhưng thằng nhóc này chỉ là nhân tài giới vực cấp thấp, vốn nên là sự tồn tại như con kiến. Cơn tức này dù có thể nào cũng nuốt không trôi. Lần này dù có thế nào cũng phải khiến hắn chết không chỗ chôn thân, sỉ nhục 10 lần, trả lại gấp vạn. Liễu Mộ nghiến răng nói, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Tên nhóc đó vẫn còn độ kiếp à? Đã 2 ngày trôi qua, chắc là đã có kết quả, trong mắt Từ Khuyết lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Đợi suốt 2 ngày, sự kiên nhẫn của hắn ta đã bị mài mòn từ lâu. Mặc Diễm trầm ngâm nói, chỉ cần tên nhóc đó còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Ngược lại, Mục Tử Dịch ở trong trận tinh khung khóa long 2 ngày rồi, đến bây giờ còn chưa bố trí xong. Ha ha, xong rồi. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, giọng nói của Mục Tử Dịch đã vang lên, bóng người nhoáng lên vài lần đã đáp xuống. Sao làm lâu như vậy? Liễu Mộ nhíu mày, hơi bất mãn nói. Để bày trận tinh khung khóa long, bọn họ đã đuổi nhân tài của giới vực khác ở xung quanh đi hết, đắc tội với không ít người. Linh đồ được chế tạo từ 10 viên yêu đan sao có thể dễ dàng bố trí, nhưng ta đã bố trí xong thì thằng nhóc đó có bản lĩnh bằng trời cũng không thoát được cái chết. Vẻ mặt Mục Tử Dịch trắng bệch, có vẻ 2 ngày qua đã tiêu hao không ít tinh lực, nhưng ánh mắt hắn ta lóe lên vẻ vô cùng điên cuồng. Cho các ngươi xem thủ đoạn của huyền sư tứ phẩm ta. Mục Tử Dịch nhếch khóe miệng cười nhạt, hai tay không ngừng biến đổi, từng đường linh văn lặng lẽ tỏa ra từ trong cơ thể hắn ta. Trong khi đám người Liễu Mộ còn đang nghi ngờ, giữa đất trời bỗng nhiên có 10 bức tranh dâng lên, treo cao giữa trời. Ầm ầm. Khi bức tranh mở ra, trong nháy mắt có máu tươi chứa oán khí vô biên lan tỏa. Chỉ trong thoáng chốc, bầu trời đã bị máu tươi tràn ngập. Khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên bức tranh đó, đám người Liễu Mộ lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm cực kỳ chí mạng, dường như có 10 đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Soạt. Khi cả cuộn tranh đã mở ra, mỗi một bức linh đồ vẽ từ yêu đan long huyết là một ngôi sao màu máu rực rỡ, xung quanh ngôi sao trải đầy xiềng xích. Trong mắt của đám người Liễu Mộ đều lóe lên vẻ kinh ngạc, không dám tưởng tượng, khi trận tinh khung khóa long có 10 bức linh đồ trấn giữ này hoàn toàn bùng phát, uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào. Lợi hại, không hổ danh là thủ lĩnh của giới vực huyền linh. Thủ đoạn này e là người nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, Liễu Mộ kinh ngạc, không khỏi tán thưởng. Mặc Diễm và Từ Khuyết cũng kinh ngạc không thôi. Những nhân tài của các giới vực lớn bị Liễu Mộ đuổi đi nhìn thấy cảnh này từ xa, sắc mặt cũng không khỏi tái mét. Người của 4 giới vực cấp cao liên thủ đã đành, lại còn bày mưa tính kế, lần này Lâm Nhất thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Tan. Mục Tử Dịch lộ vẻ đắc ý, nắm tay lại, 10 bức linh đồ cuộn vào trở lại, lặng lẽ ẩn giấu trong không trung. Từ Khuyết vô cùng hung ác lên tiếng, vẻ mặt dữ tợn, thủ đoạn thế này, trừ khi thằng nhóc đó nấp cả đời trong ma vụ, nếu không thì đừng mong sống sót.
Đột nhiên trong mắt Liễu Mộ lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó cười nhạt, thằng nhóc đó không phải mạng lớn bình thường, vẫn không chết trong lôi kiếp. Ồ! Ba người khác lập tức chấn động, vội vàng nhìn về phía ma vụ, quả nhiên cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang dần dần tiến đến gần. Như vậy cũng tốt. Mạc Diễm cười nhạt nói, lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng thực lực của thằng nhóc này sẽ nâng cao rất nhiều, có lẽ là rất phấn khích. Bay càng cao té càng đau, chẳng mấy chốc hắn sẽ biết thế nào là tàn khốc chân chính. Lâm Nhất đến gần, động tĩnh của hắn trong ma vụ dần dần rõ hơn, nhiều người nhìn cảnh này từ xa mà âm thầm lắc đầu. Bốn giới vực hợp sức đối phó một người, lại còn có huyền sư chấn giữ, thủ đoạn này trên trời dưới đất thần tiên cũng khó cứu được Lâm Nhất. Lúc nhìn thấy bóng người dần dần đi ra khỏi sương mù, vẻ mặt bọn họ đều cảm thấy đáng tiếc không thôi. Mạc Diễm huynh muốn cho ta biết thế nào là tàn khốc chân chính. Ha ha, trên thế gian này còn có chuyện gì tàn khốc hơn trơ mắt nhìn người ta lấy yêu đan vương giả của mình. Kèm theo tiếng cười giễu cợt, bóng người Lâm Nhất hoàn toàn đi ra khỏi ma vụ. Lâm Nhất, người chết đến nơi rồi còn không biết, nếu bây giờ quỳ xuống xin tha, chủ động dâng bảo vật trên người ra, có lẽ bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Sát ý trong mắt Mạc Diễm bùng lên, nhìn chằm chằm Lâm Nhất, lửa giận ngút trời. Chỉ là khi ánh mắt dừng trên người Lâm Nhất, hắn ta mơ hồ cảm thấy bây giờ Lâm Nhất có hơi khác với trước kia. Nhưng lát sau hắn ta nghĩ đến, hôm nay bốn giới vực hợp sức cùng nhau, còn có Mục Tử Dịch bố trí trận tinh khung khóa long, có siêu phàm thế nào cũng phải chết ở đây. Huống hồ, lần này ba người họ cũng không định giữ lại gì, mỗi người đều dự định sử dụng vũ khí cuối cùng của mình ở đây. Hình như thằng nhóc này hơi khác trước kia. Bên cạnh Liễu Mộ, Từ Khuyết nhíu. Mày, khẽ giọng nói. Xem ra lần này hắn nâng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2 quả thật đã tiến bộ không nhỏ, may là đã có kế sách vẹn toàn từ trước, nếu không, đúng là chưa chắc đã có thể giữ hắn lại đây. Trong mắt Liễu Mộ lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Lạnh giọng quát, Mạc Diễm, Từ Khuyết, ra tay đi, lần này đừng giữ lại gì nữa. Gần như trong nháy mắt khi hắn ta vừa dứt lời, từ lâu ba người đã mất kiên nhẫn lập tức nhảy vọt lên không trung, giết về phía Lâm Nhất. Ba cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 4, cộng thêm huyền sư Mục Tử Dịch đã hiển lộ thủ đoạn lúc trước, đội hình yêu nghiệt bọn họ cùng nhau liên thủ có thể xem là khá to lớn. Từ nay về sau, thế gian này có lẽ sẽ không còn Lâm Nhất nữa. Tuy hắn đã thể hiện tài năng xuất sắc ở quảng trường Thánh Đàn, khiến cho hai giới vực lớn chật vật khổ sở, nhưng bây giờ lại là bốn giới vực liên thủ, hoàn toàn không thể so sánh. Ầm ầm. Giữa không trung, những luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát từ trong cơ thể ba người. Trong lúc uy áp đó lên xuống, ngay cả không gian cũng dao động theo. Mấy người đã chịu thiệt dưới tay Lâm Nhất. Lần này vừa ra tay, mỗi người đã thôi thúc tứ đại khí hải. Trong lúc chân nguyên dâng tràn, trên người mỗi người đều bùng phát ánh sáng chói mắt. Nhưng dưới uy áp cỡ ấy, Lâm Nhất ngăn cản Huyết Long Mã chuẩn bị ra tay, ngước mắt lên, phong mang hiện rõ, bước thẳng tới một bước, đầu không ngoảnh lại nghênh đón. Có vài ân oán cũng nên đến lúc chấm dứt rồi. Nhìn hành động khoa trương của Lâm Nhất, một vài người cảm thấy kinh hãi. Đây là ba cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 4, ai cũng là thủ lĩnh của giới vực cấp cao, nội tình sâu dày vượt xa nhân tài của giới vực cấp cao khác. Tuy lúc trước Lâm Nhất tranh phong với Liễu Mộ ở quảng trường Thánh Đàn không hề rơi xuống thế yếu. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là đối mặt với một người, bây giờ lại đồng thời đối diện với ba người, còn ngăn chặn Huyết Long Mã định ra tay. Theo bọn họ thấy, hành động điên rồ như vậy gần như là đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên là vẫn ngông cuồng như trước. Thấy hành động của Lâm Nhất, khóe miệng Liễu Mộ nhếch lên ý cười. Hắn ta cũng hy vọng kẻ kia ngông cuồng một chút thì tốt hơn, lát nữa nếm mùi cay đắng, quỳ xuống xin tha có lẽ vẻ mặt sẽ rất đặc sắc. Giết! Mạc Diễm và Từ Khuyết cũng hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên dữ tợn, còn tưởng tên nhóc đó sẽ nghĩ cách đột phá vòng vây. Không ngờ hắn lại nhào thẳng tới. Đúng là chẳng khác nào tự tìm đường chết, như thế vừa khéo. Ánh sáng đại nhật. Huyết giáp ma quyền. Ma quang long giáp. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã giết đến trước mặt Lâm Nhất,
đồng loạt sử dụng sát chiêu của mỗi người. Nhất thời chân nguyên sao động, phong vân biến đổi. Hữu danh vô, thực mà thôi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phong mang giữa trán thoáng chốc lan tỏa không hề giữ lại. Giác. Sát chiêu của ba cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 4 đồng thời tung ra, không khí nổ tung giống như núi sông sụp xuống. Uy áp bao la gần như giam cầm hoàn toàn một phương không gian trong nháy mắt. Khí cơ của ba người khóa chặt Lâm Nhất, không cho hắn bất cứ cơ hội nào tránh né. Trong không gian bị giam cầm, dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể né được một đòn toàn lực của ba người này. Nhưng hiển nhiên, Lâm Nhất bước ra một bước, chủ động giết tới không hề muốn tránh né, tinh thần khẽ động. Hai kiếm quyết Thanh Tiêu và Tử Diên đồng thời thôi thúc hai khí hải, kiếm uy vốn bị áp chế trên người hắn hoàn toàn bùng nổ vào lúc này. Gào. Thương Long giống giận, kiếm âm vang to, chân nguyên mạnh mẽ rồi rào kèm theo kiếm quang màu xanh và màu tím lượn lờ quanh người Lâm Nhất. Vào thời khắc này, khí thế trên người hắn hoàn toàn không yếu hơn đối thủ. Cảnh giới thiên phách tầng 2 đỉnh phong. Khí thế bỗng nhiên bùng nổ khiến đám đông đang vây xem trận chiến này ở xa xa đều kinh ngạc, tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thậm chí trong mắt ba người Liễu Mộ cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên tột độ, thực sự có chút không thể tin. Sao có thể vừa mới độ kiếp xong mà đã đạt đến tu vi cảnh giới thiên phách đỉnh phong? Đáng sợ hơn là khí thế trên người hắn hoàn toàn không thua kém gì cảnh giới thiên phách tầng 4 bọn họ. Trước kia, thứ thật sự khiến người ta kiêng dè cũng chỉ có kiếm ý và võ học tạo hóa cấp cao khá khó giải quyết mà Lâm Nhất nắm giữ. Nhưng bây giờ, tu vi chân nguyên của Lâm Nhất cũng không thua kém bọn họ, sao không khiến người ta kinh ngạc? Đừng hoảng, tên nhóc này có thế nào thì bây giờ cũng chỉ là cảnh giới thiên phách tầng 2, ba người hợp sức sợ hắn làm gì? Sắc mặt Liễu Mộ thay đổi, ổn định cảm xúc hơi dao động của Từ Khuyết và Mạc Diễm, lạnh lùng quát. Hôm nay không diệt trừ Lâm Nhất, sau này sẽ có hậu họa vô cùng. Phế vật liên thủ, chẳng lẽ không phải phế vật nữa hay sao? Nhưng đối diện với lời lẽ của Liễu Mộ, trong mắt Lâm Nhất lóe lên sự lạnh lẽo, đám người này ba lần bảy lượt gây rối hắn đã không nhịn được lâu rồi. Bây giờ liên thủ dồn mình vào chỗ chết lại càng chạm vào giới hạn của hắn. Khi hắn còn chưa nâng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 2 đã không xem bọn họ là cái đinh gì, bây giờ bọn họ lại cảm thấy liên thủ thì sẽ có cơ hội, đúng là không biết sống chết. Giới vực cấp cao thì có thể xem thường người khác sao? Vậy thì quá nực cười. Thật sự nghĩ Lâm Nhất hắn có thể ức hiếp tùy tiện hay sao? Người nhiều giỏi lắm à? Không có chuyện đó. Lâm Nhất đột ngột giơ tay phải lên. Thương Long cửu biến chậm rãi vận chuyển, lòng bàn tay lập tức có Thương Long chi viêm màu đen dần dần lan tỏa. Khi khí lực tràn vào, long viêm màu đen giữa lòng bàn tay càng lúc càng sâu sắc. Cùng lúc đó, tay trái kết ấn khác nhau, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Giây lát sau, chân nguyên trong cơ thể hắn đều phóng ra, ánh sáng tím xanh như thánh huy lượn lờ không tan. Ngay sau đó, giữa đất trời vang lên tiếng giống giận. Bầu trời sau lưng hắn có quầng sáng ngọn lửa màu đen vô cùng cổ xưa xuất hiện. Long viêm giữa lòng bàn tay hắn lan ra, những hỏa ấn cổ xưa lặng lẽ lan tỏa, khí tức khiến người ta khiếp sợ tỏa ra từ lòng bàn tay. Tam ấn cùng mở, Thương Long phần thiên thủ. Khi thực lực nâng cao đến cảnh giới thiên phách tầng 2, hắn luyện hóa được 3.000 viên đan tinh thần và một viên thần đan bản nguyên, từ lâu đã khác với ngày xưa. Dù không cần dùng võ học tạo hóa cấp cao, chỉ riêng hỏa vân phần thiên thủ và Thương Long chi viêm dung hòa, Lâm Nhất đã có đủ tự tin nghiền ép đối phương. Giác. Trong quầng sáng ngọn lửa màu đen phía sau lưng, một vuốt rồng to lớn vươn ra, trên vuốt rồng lượn lờ long viêm màu đen. Khoảnh khắc khi vuốt rồng to lớn xuất hiện, ngay tức khắc chụp về phía ba người đám Liễu Mộ, không khí thoáng chốc nổ tung. Ầm ầm. Có vài ngọn lửa bay lạc. Sau đó xoay tròn thành lốc xoáy lửa đáng sợ ở giữa không trung, từ xa nhìn lại giống như những vòng xoáy màu đen. Trong những ánh mắt vô cùng kinh ngạc, vuốt rồng to lớn kia thét gào lao đi, nhanh như tia chớp tấn công về phía ba người Liễu Mộ. Giác! Chỉ trong thoáng chốc, uy lực của vuốt rồng to lớn đã hiện rõ, không thể nghi ngờ.
Trong mắt ba người Liễu Mộ lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy sát chiêu do ba người tung ra gần như chỉ trong nháy mắt đã tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ầm, ầm, ầm. Vuốt thương long khổng lồ cổ xưa giữa trời thế như trẻ tre, quét ngang bầu trời với thanh thế không gì sánh được. Rõ ràng chỉ là võ học tạo hóa thượng phẩm bình thường, nhưng vào tay Lâm Nhất lại đáng sợ hơn cả võ học tạo hóa cấp cao đã sử dụng ở quảng trường thánh đàn trước kia. Điều này quả thật khó tin nổi. Trong nháy mắt đó, ba người sợ đến mức sống lưng toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sao Lâm Nhất lại làm được. Chẳng lẽ hai ngày trước hắn còn che giấu thực lực? Nhưng bọn họ không nghĩ được nhiều, sau khi vuốt rồng màu đen xé tan sát chiêu của ba người thì lại đánh mạnh lên cơ thể ba người họ. Phụt! Máu tươi phun trào, sắc mặt ba người trắng như tờ giấy, bị đánh bay ra xa giữa không trung, không hề có sức chống cự. Thật đáng sợ! Đám người đứng xem trận chiến này từ xa đều lộ ra ánh mắt không tin. Lâm Nhất lấy một địch ba đã đành, lại còn phân thắng thua chỉ bằng một chiêu, khiến ba người Liễu Mộ bại trận. Cho dù bây giờ trông như vẫn còn sức chiến đấu, nhưng ai mạnh ai yếu đã phân định rõ ràng. Giữa đất trời, ngoài tiếng phong lôi thét gào thì là một mảnh yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào. Nhưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Nhất, thủ đoạn như thế e rằng so với người nắm. Giữ ngũ đại tinh diệu chi linh cũng không thua kém quá nhiều. Nhưng Lâm Nhất rõ ràng chỉ có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2, chênh lệch khá lớn với những người đó, không thể tưởng tượng rốt cuộc làm sao hắn làm được. Vù! Có tiếng xé gió chói tai đột ngột vang lên, giống như kiếm đâm rách bầu trời. Thân hình Lâm Nhất điên cuồng vọt đi, tóc dài tung bay, giữa mi mày hiện rõ phong mang. Hai đại kiếm quyết đồng thời thôi thúc, hắn toàn thân áo xanh. Trên người có sát ý vô tận kèm theo kiếm quang bay vọt đi. Hàn ý lạnh lẽo cuốn qua đất trời, đám đông như rơi vào hầm băng, vô cùng kinh hãi. Lâm Nhất định ra đòn sát thủ, không định chừa bất cứ đường sống nào cho ba người Liễu Mộ. Vừa nghĩ đến đó, bọn họ chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu ba người Liễu Mộ thật sự ngã xuống tại đây thì sẽ tạo thành sóng gió thế nào? Một nhân tài giới vực cấp thấp dùng sức một mình tiêu diệt ba thủ lĩnh giới vực cấp cao. Hơn nữa, ba thủ lĩnh giới vực cấp cao này dù là Mạc Diễm, Từ Khuyết hay Liễu Mộ đều là kẻ hung tàn có tiếng. Phụt! Liễu Mộ đứng vững trên một tảng đá, lại phun ra một ngụm máu. Khi nhìn thấy Lâm Nhất giết tới, hắn ta lập tức quát lên, Mục Tử Dịch, ngươi còn định đợi đến khi nào? Hắn ta vừa dứt lời. Giữa đất trời lập tức dâng lên khí tức mạnh mẽ mà đáng sợ, cả bầu trời bỗng chốc bị nhuộm bởi ánh sáng đỏ. Lâm Nhất hơi dừng bước, trong mắt lóe lên tia sáng quái lạ. Hắn cảm nhận được sự dao động của linh văn trong không khí. Ha ha ha, Lâm Nhất, ngày chết của ngươi đến rồi. Mục Tử Dịch hiện thân giữa không trung, không ngừng cười điên cuồng. Khi thủ ấn cuối cùng được kết thành, giữa đất trời có 10 ngôi sao màu máu xuất hiện. Ngay sau đó vô số xiềng xích màu đen lao tới giữa trời, từng sợi dây xích đan xen, giam cầm Lâm Nhất giữa không trung. Giống như năm xưa Mục Tử Dịch giam cầm phong tỏa Kim Ti Ma Viên, chỉ là lần này càng đáng sợ hơn. Hắn ta sử dụng 10 bức linh đồ vẽ bằng yêu đan long huyết khiến uy lực của trận tinh khung khóa long này tăng vọt gấp mấy lần, đạt đến cảnh giới khó mà tưởng tượng. Vù, vù, vù. Ba người Liễu Mộ lau vết máu bên khóe miệng, chậm rãi xuất hiện trên bầu trời màu máu, nhìn Lâm Nhất bị xiềng xích khóa chặt, cười nhạt không thôi. Lâm Nhất, kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu. Từ Khuyết cười dữ tợn, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo cực kỳ hung ác. Trận tinh khung khóa long, đây là át chủ bài sao? Nhìn dị tượng xuất hiện giữa trời, đồng tử Lâm Nhất bỗng co lại. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Dưới sự độ trì của Linh Văn, 10 viên yêu đan long huyết in đường vân chi chít, treo lơ lửng giữa trời trông rực rỡ như những ngôi sao. Trước kia Lâm Nhất đã được chứng kiến sự đáng sợ của trận thế này, phong ấn uy áp vương giả của Kim Ti Ma Viên, tạo cơ hội cho Mạc Diễm giết chết yêu thú thiên phách cấp vương giả. Bây giờ đại trận này còn mạnh mẽ hơn, dùng yêu đan long huyết in Linh Văn gia trì, thay thế điểm mấu chốt của trận pháp này.
Bên ngoài kết giới màu máu có lẽ cũng có lượng lớn ánh sáng tinh khung rọi xuống, khiến cho ánh sáng màu máu tràn ngập bầu trời này trở nên dày nặng khó mà phá vỡ. Còn những dây xích màu đen trên bầu trời thì đan xen giữa hư ảo và hiện thực, thoát ẩn thoát hiện, thậm chí có thể xuyên qua cơ thể con người như không khí, vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Vô số dây xích ngang dọc đan xen, Lâm Nhất có thể cảm nhận được rõ ràng kiếm uy của mình bị hạn chế rất lớn. Không chỉ như vậy, chân nguyên trong cơ thể cũng chuyển động cực kỳ chậm rãi trong mơ hồ. Lần này hắn mở ra thất phách thiên tiên là mắt, mũi, miệng, tai, tay, chân, túc phách trong lòng. Vì thân pháp thập huyền biến tạm thời chưa kịp tu luyện, chỉ có thể mở ra phách này tạm tăng cường một ít cho thân pháp. Nhưng đối phó với xiềng xích hư vô ở trước mắt, nó lại không giúp ích được gì. Dù thân pháp có nhanh thế nào, chỉ cần ở trong không gian này, tốc độ và kiếm uy cũng sẽ bị hạn chế. Thật sự vẫn có chút phiền phức, đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi. Xa xa chiến trường, ba người vốn đang cảm thấy kinh hãi vì bị Lâm Nhất đánh bay, đột nhiên nhìn thấy kết giới màu máu che khuất bầu trời, còn có 10 ngôi sao màu máu treo lơ lửng giữa trời thì vẻ mặt đều thay đổi. Trận tinh khung khóa long. Lúc trước Mục Tử Dịch vì bố trí trận này mà đuổi người của mấy chục giới vực đi, bày bố tròn 2 ngày. Bây giờ xem ra linh trận này quả thật đáng sợ, thủ đoạn của huyền sư tứ phẩm không thể coi thường. Lâm Nhất có thể đánh bay 3 nhân tài cảnh giới thiên phách tầng 4, trên khắp khu vực Thương Long chắc chắn có thể sánh với cao thủ hàng đầu. Chỉ là không biết đối mặt với trận pháp này sẽ còn bao nhiêu phần thắng, đúng là hơi khó nói. Cách tốt nhất là chờ thời cơ thoát ra. Dù sao bây giờ hắn chỉ mới cảnh giới thiên phách tầng 2, đợi đến khi tu vi nâng cao thêm nữa, đất trời này thật sự sẽ không còn ai có thể ngăn được hắn. Khó, rất khó, Liễu Mộ tốn bao công sức như vậy, há lại để hắn chạy thoát. Khí thế trận tinh khung khóa long càng lúc càng mở rộng, đám người ở xa đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ cẩn trọng. Lâm Nhất, bất ngờ lắm đúng không? Liễu Mộ lau vết máu bên khóe miệng. Nhìn về phía Lâm Nhất đang bị xiềng xích giam cầm, cười nhạt nói, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi chết chắc, bọn ta tốn nhiều tâm tư như vậy, sao có thể dễ dàng kết thúc? Trận tinh khung khóa long này e là phải trả cái giá không nhỏ nhỉ. Các vị đánh giá cao ta thật. Lâm Nhất mặc một thân áo xanh, tóc dài bay theo gió, miệng nhếch lên ý cười. Hắn quả thật hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện của trận tinh khung khóa long, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Chỉ trở nên hơi khó giải quyết một chút. Nếu là người khác, có lẽ thật sự xong đời rồi. Nhưng đám người này không hề biết, điều bí ẩn của kiếm ý thông linh chính là chém tan hư vô. Kiếm ý thông linh, kiếm ý vô hình mà hữu linh, có thể dùng hư vô chém tan hư vô. Chỉ cần kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn là đủ để chém tan trận tinh khung khóa long này, huống hồ kiếm ý của hắn đã đạt đến cảnh giới thông thiên từ lâu. Trong mắt Mục Tử Dịch lóe lên tia sáng tham lam, cười nói, người nghĩ bọn ta không đoán được bí mật của ngươi sao? Trên người ngươi còn không ít đan tinh thần nhỉ, đợi giết được ngươi, chỉ riêng số đan tinh thần đó cũng đủ để bù đắp cho cái giá này. Huống hồ vẫn còn một môn võ học tạo hóa cấp cao, một đạo binh thượng phẩm. Ha ha, số lượng bảo vật trên người ngươi cũng không phải thường thường. Có thể dùng tu vi cảnh giới thiên phách tầng 2 đối kháng với bọn họ. Đám người Liễu Mộ đã sớm đoán được, Lâm Nhất chắn chắn đã luyện hóa đủ đan tinh thần. Đan tinh thần có sức cám dỗ chí mạng với cao thủ thiên phách, trên khắp khu vực Thương Long trừ thất đại cự đầu như La Chấn, Tần Lâm gia, người nắm giữ ngũ đại tinh diệu chi linh có lẽ cũng không có nhiều đan tinh thần bằng hắn. Liễu Mộ nhếch mép cười, tốc độ ngươi quật khởi quá nhanh, nếu hôm nay không giết được ngươi, e là sớm muộn ngươi cũng sẽ trưởng thành đến trình độ nghiền ép bọn ta. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ cho ngươi cơ hội đó sao? Nếu không giết ngươi, lòng ta khó yên. Ha ha ha. Lâm Nhất cười lớn, tia sáng trong mắt lạnh lùng sắc bén, trầm giọng nói hay lắm. Nhưng rốt cuộc ai sẽ là người cười đến cuối cùng vẫn rất khó nói. Bọn họ 5 lần 7 lượt chạm vào giới hạn của mình, sao Lâm Nhất có thể không hận đám người này thấu xương, từ lâu hắn đã mất hết nhẫn nại. Trong lòng hắn nổi giận. Không muốn cho đám người này bất cứ cơ hội sống sót nào. Ngươi hết cơ. Hội rồi, Lâm Nhất. Ánh mắt Liễu Mộ trở nên vô cùng âm u lạnh lẽo,
quát lên, Mặc Diễm, Từ Khuyết, định giữ lại át chủ bài của các ngươi đợi chết sao? Ha ha, không cần ngươi nói. Mặc Diễm nhếch miệng cười, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ điên cuồng, sâu trong mắt đột nhiên có ngọn lửa màu máu thiêu đốt hừng hực. Huyết Diễm Ma Quyết. Ngay khoảnh khắc ấy, vành mắt Mặc Diễm được lấp đầy bởi ngọn lửa màu máu, những luồng hàn ý đáng sợ bùng lên từ trên người hắn ta. Khí thế cả người điên cuồng tăng vọt, chớp mắt đã như biến thành một con quái vật. Từ Khuyết do dự trong chốc lát, lấy một viên đan ma sát kích phát tiềm lực của giới vực ma xa ra, nuốt vào bụng. Ầm! Trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân hắn ta tỏa ra ma khí màu đen, khí tức trên người tăng vọt với tốc độ rất nhanh. Huyết Giáp Ma Thần. Còn Liễu Mộ, hắn ta chủ động phun ra máu tươi, sắc mặt lại trở nên trắng như tờ giấy. Hai tay nhanh chóng kết ấn, khi thủ ấn kết thành, một huyết giáp ma thần cao gần trăm trượng thân mặc chiến giáp đứng sừng sững giữa đất trời. Mấy người đều không giữ lại gì, sử dụng át chủ bài của mình, nhất thời uy áp trên người trở nên mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp mấy lần. Giết! Liễu Mộ ra tay trước tiên, một quyền đánh ra. Huyết giáp ma thần ở sau lưng và cơ thể hắn ta chồng lên nhau. Không khí bỗng chốc nổ tung, quyền mang to lớn như núi lập tức giết về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không đổi sắc mặt, vận chuyển hai đại khí hải, nghênh đón với sự gia trì của kiếm uy thương long. Hừ! Giữa không trung vang lên tiếng quát lạnh, Mục Tử Dịch biến đổi thủ ấn, những chuỗi xiềng xích hư ảo lập tức hình thành, giống như trường mâu xuyên thủng hư không, không ngừng giết về phía Lâm Nhất. Buộc hắn phải né tránh, không kịp tích lũy nhiều chân nguyên hơn. Đợi khi hai quyền đối chọi, Lâm Nhất bị đánh bay ra xa, còn không kịp thở dốc. Chết đi! Trong mắt Mặc Diễm bùng lên lửa máu, hội tụ thành ngọn lửa to lớn, thiêu đốt ra ánh sáng có thể sánh với mặt trời, giết về phía Lâm Nhất. Rắc, rắc, rắc! Những dây xích lao tới, trong lúc Lâm Nhất né tránh. Không thể toàn lực đón đỡ đòn tấn công của Mặc Diễm. Khoảnh khắc cơ thể bị đánh trúng, hắn lảo đảo, hơi chật vật. Ma Vân Đao. Không cho cơ hội Lâm Nhất nghỉ lấy hơi, Từ Khuyết đạp mạnh vào không trung, dùng tay làm đao tạo thành những luồng ma quang. Lưỡi đao do ma quang diễn hóa thành bao trùm lấy Lâm Nhất với khí thế vô cùng sắc bén. Số đao mang đó đều chứa ma sát cực kỳ đáng sợ, hơn nữa còn chứa độc tố chí mạng. Chỉ cần bị dính phải một ít cũng sẽ khiến sức chiến đấu giảm mạnh. Tinh thần chi nổ. Lâm Nhất vừa định thôi thúc kiếm uy đến cực hạn, Mục Tử Dịch lơ lửng ở phía xa bỗng cười một tiếng dữ tợn. 10 ngôi sao đồng thời tỏa sáng, từng chùm sáng xuyên thủng hư không, chồng điệp lên nhau, bao trùm lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất như ngọn núi chưa kịp rời khỏi mặt đất đã bị đè xuống. Nhìn thấy đao quang đó sắp bay tới. Lâm Nhất không kinh hãi, hai mắt nghiêm nghị, rót kiếm ý vào hai mắt, tốc độ của vô số đao quang và Từ Khuyết đang giết tới trở nên chậm lại trong mắt hắn. Một lúc sau, Lâm Nhất nhìn chằm chằm áp lực của trận tinh khung khóa long, miễn cưỡng thi triển ra những tàn ảnh. Trông như đang tránh đông né tây hơi chật vật, nhưng đao quang do ma sát ngưng tụ đó vẫn không thể chạm vào hắn. Đợi đến khi đao quang của đối phương tan biến. Trong mắt Lâm Nhất lập tức tỏa ra phong mang sắc bén, mượn lực tay phải tung người, sau đó dùng tốc độ kinh người phóng tới như kiếm bén. Ma quang long giáp. Đồng tử Từ Khuyết co rụt lại, hai tay đan chéo trước ngực, ma khí toàn thân ngưng luyện thành giáp. Keng. Lâm Nhất siết chặt nắm đấm, đánh mạnh vào hai cánh tay hắn ta, bùng phát tiếng động chói tai. Nhưng Từ Khuyết đã nuốt đan ma sát, ma quang long giáp lại mạnh hơn trước kia rất nhiều. Chỉ bị đánh bay đi, không hề bị thương thực chất. Ầm ầm. Vừa mới đánh lùi Từ Khuyết, Mặc Diễm và Liễu Mộ đã đồng thời giết tới, mỗi người đánh ra một chiêu. Dù Lâm Nhất phản ứng nhanh như chớp vẫn bị đánh bay ra xa. Trong lúc bay ngược đi, người hắn lại bị mấy dây xích lướt ngang tới quất chúng, nhất thời vô cùng nguy hiểm. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt người khác, vẻ mặt họ đều thay đổi rất nhiều. Xem ra đám người Liễu Mộ đã quyết tâm giết Lâm Nhất trong trận tinh khung khóa long này. Ba người sử dụng át chủ bài, kết hợp với trận tinh khung khóa long do 10 viên yêu đan bố trí thực sự rất khó đối phó. Lâm Nhất có thể kiên trì lâu như vậy,
thậm chí thỉnh thoảng còn có thể phản kích đã khiến người ta không ngờ tới. Ầm. Lại một tiếng động lớn vang lên, huyết giáp ma thần sau lưng Liễu Mộ vung quyền mang khổng lồ tựa như ngọn núi đánh mạnh lên người Lâm Nhất. Rắc, 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 rắc. Tiếng nổ vang lên, đó là kiếm uy của Lâm Nhất bị hạn chế, chân nguyên hộ thể đã xuất hiện vết nứt sau một quyền này. Lâm Nhất, người còn thủ đoạn gì thì mau lấy ra hết đi, Liễu Mộ thấy hắn sắp gục ngã, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng sắp tan rã, nhất thời vui sướng, không thôi, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Từ Khuyết cười nhạo, Liễu Huynh đánh giá cao hắn rồi, một kẻ phế vật giới vực cấp thấp, nếu thật sự có át chủ bài thì đã sử dụng từ lâu rồi. Trong mắt Mặc Diễm lóe lên sự hung tàn, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, đây là kết cục của việc ngươi cướp yêu đan của ta. Dù ngươi có siêu phàm thế nào, sau khi bọn ta sử dụng át chủ bài, ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chính là lòng tin của giới vực cấp cao. Trước kia ba người bị Lâm Nhất đánh bay, trong lòng luôn nhịn cơn tức. Bây giờ dường như đã dồn Lâm Nhất đến đường cùng, có thể nói là vô cùng sảng khoái, sự ngông cuồng và bá đạo không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại của ngày thường đều hiện rõ. Đây chính là lòng tin của giới vực cấp cao. Lâm Nhất lau vết máu bên khóe miệng, trong mắt lóe lên vẻ giễu cợt, đúng là vô liêm sỉ, lòng tin của giới vực cấp cao là sợ đến mức nhiều người liên thủ vậy sao? Hừ, người bớt nhiều lời, bọn ta liên thủ cũng là đánh giá cao ngươi. Hôm nay ngươi cũng xem như chết có ý nghĩa, chết không lỗ, Liễu Mộ nhếch miệng cười, nhớ lại những cay đắng mà giới vực huyết cốt nhận lãnh từ hắn, cuối cùng cũng có thể trả lại, trong ý cười chất. Chứa sự lạnh lẽo sắc bén. Vậy thì ta thật sự phải cảm ơn các ngươi đã đánh giá cao rồi. Lâm Nhất thản nhiên nói, chỉ đáng tiếc phải làm các ngươi thất vọng. Ta chỉ chơi đùa một lúc mà thôi, muốn xem trận tinh khung khóa long này rốt cuộc phải dùng mấy thành thực lực mới có thể phá vỡ, hình như đúng là chỉ đến thế mà thôi. Dứt lời, Lâm Nhất nhếch khóe miệng, một luồng phong mang bùng lên từ giữa mi mày hắn. Ba người đám Từ Khuyết biến sắc, cảm giác được có điều gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là gì thì lại không nói ra được. Trong khi mấy người họ còn đang nghi hoặc, Lâm Nhất chậm rãi nâng tay phải lên, giữa lòng bàn tay tự thành một giới, mặt trời rực rỡ lơ lửng giữa lòng bàn tay. Ánh sáng màu vàng vô tận thoáng chốc lấp đầy không gian màu máu này. Lâm Nhất lạnh nhạt quát lên, cũng nên cho các ngươi biết thế nào là Nhật Diệu Thần Quyền chân chính. Dưới ánh vàng chiếu soi, kết giới này không ngừng rung chuyển dữ dội. Liễu Mộ hơi hoảng hốt, vội vàng hét lên, Mục Tử Dịch, mau ra tay, trận pháp sắp bị phá rồi. Mục Tử Dịch đã phát hiện ra điều không ổn từ trước, trán toát mồ hôi đầm đìa, năm ngón đan sen biến ảo, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Xích tinh thần, giam giữ vạn vật. Trong nháy mắt, những dây xích hư ảo kia lại biến thành chân thực, giống như những con rắn độc bằng sắt thép, lấp đầy không gian không có góc chết, lao về phía Lâm Nhất. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Vào lúc này, Lâm Nhất nhấc tay phải lên, năm ngón khép chặt, giữa lòng bàn tay lập tức có ánh sáng chói mắt tỏa ra từ kẽ ngón tay. Kim Sí Thần Nhân cao trăm trượng hiện thân sau lưng, ngưng tụ như thực thể hơn huyết giáp ma thần sau lưng Liễu Mộ không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong khoảnh khắc, 10 ngôi sao màu máu treo lơ lửng ở chân trời lập tức tan rã. Giác. Vô số dây xích màu đen răng đầy trời kia vẫn chưa kịp đến gần đã tan rã. Phụt. Mục Tử Dịch phun ra ngụm máu tươi, gần như sắp ngất đi. Chân nguyên hộ thể trên người đám Liễu Mộ lập tức bị đánh nứt nhiều đường, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sao có thể như vậy? Ba người kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ được cùng một võ học tạo hóa mà sau hai ngày lại mạnh đến mức này. Chỉ ánh sáng tỏa ra ấy đã khiến người ta cảm thấy không thể chống đỡ, cảm giác vô lực và tuyệt vọng ấy bọn họ chưa bao giờ có. Là võ học tạo hóa cấp vương giả, Từ Khuyết kinh ngạc kêu lên. Chạy! Đám người Liễu Mộ biến sắc, quay người định chạy. Chạy được sao? Tia sáng lạnh lẽo trong mắt Lâm Nhất lan ra tứ phía, tóc trước trán khẽ phất, gương mặt phóng khoáng nhẹ nhàng như tiên, tuấn tú như ngọc. Mi mày có một ấn ký màu tím tỏa ra mê lực vô biên. Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Tóc đen tung bay, Lâm Nhất quát một tiếng, quyền mang siết chặt đánh ra.
Ba người đám Liễu Mộ quay người định chạy và cả Mục Tử Dịch sắp ngất xỉu kia đều kinh hãi phát hiện, không gian mà mình đứng hoàn toàn bị ánh sáng này giam cầm. Soạt. Kim Sí Thần Nhân ở sau lưng xải tung hai cánh, bốn người đám Liễu Mộ bị hút lôi tới như ma thi lúc trước, chồng chất lên nhau. Đợi đến khi cánh tay Lâm Nhất hoàn toàn duỗi ra, bốn người chồng lên nhau cứ như chủ động đâm vào quyền mang. Chết đi. Trong mắt Lâm Nhất dâng tràn. Sát ý, biến người chồng chất lên nhau còn chưa kịp hét lên đã bị đánh nổ tung thành vô số mảnh vụn. Máu tươi như xương, thi cốt không còn. Máu tươi như xương, thi cốt hóa cát bụi. Vô số người đằng xa ma vụ thấy cảnh đó đều sợ ngây người, không kiềm được líu lưỡi, trong lòng cũng bị đả kích cùng cực. Cũng khủng bố quá rồi. Sao có thể thế được, trước đó Lâm Nhất vẫn còn bị trận tinh khung khóa long đè, bị ba người Liễu Mộ ép cho khá là chật vật. Nhưng thoáng chốc, đợi đến khi Lâm Nhất thật sự thể hiện bản lĩnh thế mà lại một quyền, chỉ một quyền đánh cho cả đám đều chết hết. Còn những tinh anh vẫn đang điều khiển đại trận của bốn giới vực lớn nhìn thấy cảnh đó cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, hoảng sợ bỏ chạy. Đây mới là sức mạnh chân chính của võ học tạo hóa cấp vương giả. Lâm Nhất hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Ngoài bốn chữ nghiền nát tất cả để miêu tả thì không còn câu từ nào có thể thể hiện sự khủng bố của võ học tạo hóa cấp vương giả. May mà những kẻ địch mà mình gặp phải trước đó không có võ học tạo hóa cấp vương giả. Nếu không thì vừa gặp đã rất có thể đánh mình thành cạn. Dù kiếm ý có nghịch thiên thì trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều lắm cũng chỉ sống được một lát, đợi đến khi kiếm ý bị đánh nát thì vẫn chết. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện đám tinh anh của bốn giới vực lớn đều bỏ chạy. Trước đó, họ điều khiển trận tinh khung khóa long khiến hắn ăn rất nhiều thiệt thòi. Trước mắt lại chạy trối chết như chó nhà có tang. Lâm Nhất cũng mặc kệ họ. Đám Liễu Mộ vừa chết, họ cũng chẳng làm được tích sự gì, trên con đường thông thiên này cũng không gây ra nổi bọt sóng nào. Vèo. Trên không chợt xuất hiện một cái bóng màu đen không chút khách sáo cướp lấy túi trữ vật của đám người Liễu Mộ. Đó chính là ngựa huyết long được Lâm Nhất cố ý dặn không được ra tay, giờ lại cực kỳ nhanh tay, trông dáng vẻ kia hình như cũng không định đưa túi trữ vật của họ cho mình. Hi hi. Ngựa huyết long nhếch miệng cười, hạ xuống trước mặt, lại lần nữa ngồi xổm trên vai hắn. Giờ phút này, xung quanh ma vụ hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất, trong mắt khó nén sợ hãi và đôi chút kính ngưỡng. Đúng vậy, chính là kính ngưỡng. Lâm Nhất của bây giờ thật sự không thể dùng một con ngựa ô để hình dung nữa. Thực lực và thủ đoạn cỡ đó. Ngoài bảy tên đầu sỏ thì khó mà nghĩ ra ai có thể áp chế hắn trong toàn bộ khu vực Thương Long. Lại nghĩ đến hắn chỉ là đến từ huyền hoàng giới thì quá khứ của Lâm Nhất có vẻ khá truyền kỳ. Đi thôi, cũng đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, suy cho cùng cái mà hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Chính là bảo tàng đại biểu cho Thương Long Thất Tú và bảo điện Thương Long trong truyền tống kia. Còn hơn 120 cái tinh cung đại biểu cho truyền thừa tông môn kia, hắn lại không hứng thú mấy vì nó đã chẳng còn lọt nổi vào mắt xanh của Lâm Nhất. Giờ thực lực của hắn đã tăng mạnh, cũng là lúc thi triển chân tay. Cái tên Trần Tầm thần bí lúc trước dưới vẻ ngoài đầy khách sáo kia ít nhiều cũng vẫn khinh bỉ mình. Nói Thương Long Thất Tú chỉ có những ai có cấp bậc như người trưởng quản ngũ đại tinh diệu chi linh mới chen chân vào nổi thì Lâm Nhất thật sự không phục. Trong Thương Long cấm giới, ngoài bảo điện Thương Long ra thì cũng chỉ có truyền thừa tông môn đại biểu cho Thương Long Thất Tú là quý giá nhất. Chẳng những có đạo binh thượng phẩm, đan dược thánh phẩm, truyền thừa linh văn, thậm chí là võ học tạo hóa cấp cao cũng có thể tìm được một cách dễ dàng. Sau khi chứng kiến sức mạnh thật sự của Nhật Diệu Thần Quyền, Lâm Nhất có thể nói là vô cùng để ý đến võ học tạo hóa cấp cao. Sức mạnh của Trảm Thiên Tam Kiếm có thể so sánh với Nhật Diệu Thần Quyền, nhưng tiếc là chỉ có một kiếm. Mỗi lần chỉ có thể xem như sát chiêu mà dùng, không ra thì thôi, đã ra là thấy máu bay đầu, một kiếm tất giết. Nếu không đạt được hiệu quả tương ứng, một hai kiếm vẫn không thể giết chết đối phương thì mình sẽ lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lâm Nhất vẫn cần một bộ kiếm pháp, một bộ không cần dứt khoát như vậy, giống như Thủy Nguyệt Kiếm Pháp hay Trần Quang Kiếm Pháp.
suy cho cùng, bỏ thêm kiếm ý thông thiên vào Nhật Diệu thần quyền vẫn có chút không đáng cho lắm. Phải có kiếm pháp thật sự phù hợp với nó mới được. So với người bên ngoài, Lâm Nhất đã trễ cả hai ngày nên đang dốc hết sức lực lên đường. Khi dần tìm kiếm vào sâu bên trong Thương Long cấm giới cũng càng ngày càng gặp được nhiều anh tài kiệt xuất của các giới vực lớn hơn. Hầu như toàn bộ võ giả tinh anh của cả khu vực Thương Long đều tập trung ở đây và con số ấy cũng nhiều hơn so với dự đoán của Lâm Nhất rất nhiều. Người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Đôi khi còn truyền đến tin tức truyền thừa tinh cung xuất hiện, chắc hẳn giờ mọi người đều đã biết thông tin mà Lâm Nhất đã thấy trên bức họa ở vách đá lúc trước. Đa số anh tài kiệt xuất đều biết bí mật của đại trận Thương Long. Truyền thừa tinh cung và Thương Long thất tú. Thoáng chốc lại trôi qua hai ngày. Trên đường, Lâm Nhất xem như đã chứng kiến được sự tranh giành của một vài truyền thừa tinh cung, kịch liệt khiến người ta phải líu lưỡi. Y như suy đoán lúc trước của hắn, những tinh cung đại biểu cho truyền thừa tông môn bên ngoài hầu như không có nhiều thứ gì tốt. Hơn nữa, đa số đều bị sứt mẻ, muốn tìm được một truyền thừa tinh cung đầy đủ thì rất khó, cần có sự may mắn và một chút cơ duyên. Lâm Nhất không hề có chút hứng thú nào với những truyền thừa tinh cung bình thường kia. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn hết tất cả truyền thừa tinh tú đại biểu cho Nhật Diệu Chi Linh trong Thương Long Thất Tú. Thỉnh thoảng cũng có truyền thừa tinh cung đầy đủ xuất hiện, nhưng bước chân của Lâm Nhất lại không chút tạm dừng, chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi. Vèo! Hôm nay, Lâm Nhất đang điên cuồng lên đường thì phía cuối tầm nhìn chợt xuất hiện một cái di tích tông môn vô cùng lớn. Di tích ấy được bao phủ bởi tầng tầng ánh sáng, kiến trúc bên trong cũng được bảo tồn rất đầy đủ. Đặc biệt là đại điện tràn đầy khí thế. Ở trung tâm, sừng sững ở nơi đó như muốn xuyên thủng trời cao. Trước tông môn ấy tập trung rất nhiều người, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cung điện trung tâm. Tuy dòng người rất động, nhưng không ai dám lộn xộn, mấy giới vực cấp cao hợp tác phá hủy của vào. Đợi đến khi ánh sáng yếu bớt sẽ lập tức tiến vào tìm kiếm. Vơ vét hết bảo vật vào túi. Lại là một truyền thừa tinh cung đầy đủ ư. Bước chân Lâm Nhất dừng lại, liếc mắt một cái đã hiểu được lý do tại sao đông vậy. Truyền thừa tinh cung đầy đủ với hắn mà nói cũng chẳng thu hút mấy, nhưng trong mắt nhiều giới vực cấp cao vẫn là một cái bánh gato. Thế nên, với giới vực cấp trung và cấp thấp lại càng không cần phải nói, quả thật là sự hấp dẫn chết người. Nếu không bị giới vực cấp cao phát hiện thì còn có khả năng bị người của giới vực cấp trung và cấp thấp phân chia, mọi người dựa bản lĩnh cạnh tranh. Nhưng một khi bị giới vực cấp cao chú ý thì hoàn toàn như y trước mắt, mấy giới vực lớn hợp tác, chặn những người khác ở ngoài. Những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn họ siêu tầm bảo vật, nếu ai dám xông vào thì hậu quả đều vô cùng thê thảm. Chuyện như vậy Lâm Nhất đã nhìn thấy rất nhiều, trừ khi chọc đến hắn. Không thì thường sẽ không ra tay. Dù sao, hắn còn phải vội vàng chạy đến Thương Long Thất Tú, không muốn lãng phí thời gian ở đây. Bảy giới vực cấp cao hợp tác luôn, xem ra truyền thừa tinh cung ở đây khá bất phàm. Lâm Nhất nhìn ra xa, chỉ thấy trong cung điện trung tâm trên núi cao như lơ lửng trên mây mơ hồ có ba chữ cổ. Ngôi Vân Tông. Trong chữ viết cổ xưa ấy chứa đựng một khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế bàng bạc ấy khiến người đứng trước mặt nó không thở nổi. Sau khi nhìn vài lần sẽ lập tức cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Đây là một truyền thừa tinh cung mạnh nhất trong số những truyền thừa tinh cung bình thường. Hèn gì sẽ thu hút bảy giới vực lớn hợp tác. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã đoán được nguyên do. Hắn hơi chần chờ một chút rồi không nhìn nữa. Nó miễn cưỡng có thể coi như ổn. Nhưng so với truyền thừa tinh tú đại biểu cho Thương Long Thất Tú thì vẫn chênh lệch rất lớn. Nếu giờ mà tốn thời gian ở đây, rất có thể sẽ kiếm cái nhỏ mà bỏ cái lớn, mất nhiều hơn được. Nhưng bỗng dưng, ánh mắt Lâm Nhất chợt đảo qua rồi biến sắc, lập tức chạy tới. Trước cửa tông môn có ba bóng người bị dây thừng trói chặt, bị bảy giới vực cấp cao coi như cái bia để lập uy, đe dọa những anh tài kiệt xuất của giới vực cấp trung và cấp thấp. Ba người lộ ra vẻ mặt chật vật, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được. Chính là đám người Trúc Thanh Sơn, Phương Thiếu Vũ cùng ra khỏi huyền hoàng giới với Lâm Nhất. Trong bảy giới vực cấp cao, dẫn đầu là một thanh niên mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng nhìn sang đám người đông nghịt trước mặt, lạnh giọng nói, nơi này đã có chủ rồi,
ai dám cả gan xông vào làm loạn thì kết cục của các ngươi cũng như ba người này. Vừa dứt lời đã thể hiện ra tu vi kinh người của Thiên Phách Tứ Trọng Thiên, uy áp mãnh liệt trực tiếp đè xuống trên đám người Trúc Thanh Sơn đang bị trói chặt. Rầm. Sắc mặt bọn họ thoáng chốc trở nên vô cùng khó chịu, cảm giác như bị một ngọn núi đè lên người. Dưới sức ép ấy, xương cốt trong người phát ra từng tiếng răng rắc, rõ ràng đã bị dạn vỡ. Rắc. Chỉ trong tích tắc, làn da trên người đám Trúc Thanh Sơn đã xuất hiện những vết nứt nhỏ xíu, máu tươi rỉ ra từ đó. Xương cốt chật gãy, tiếng động phát ra càng rõ ràng hơn, trông thảm thương đến độ khiến người ta nổi da gà, lạnh sống lưng. Đây là một sự hành hạ khiến con người sống không bằng chết, tên thanh niên mặc đồ đen kia cố ý làm vậy, giống như muốn lấy bọn họ làm gương để trấn nhiếp những người khác. Có thể thấy được hắn ta rất có kinh nghiệm, không hề định giết chết mà chỉ từ từ giày vò, thăm dò kỹ lưỡng xem rốt cuộc giới hạn cuối cùng của đám người Trúc Thanh Sơn nằm ở đâu. Ba người Trúc Thanh Sơn đau đớn đến độ mặt mũi nhăn nhó như vặn vẹo, nhưng bọn họ vẫn sống chết cắn chặt răng không ừ hử một lời. Xương cốt cũng cứng cáp đấy, mau quỳ xuống cho ta. Thanh niên mặc đồ đen thấy thế bèn nở nụ cười âm hiểm, hắn ta cong ngón tay bắn ra. Từng luồng khí kình ngưng tụ từ chân nguyên màu máu sắc nhọn như đầu mũi dao, lập tức đâm vào trong cơ thể ba người. A! À. Cuối cùng ba người không thể chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, lần lượt kêu lên thảm thiết. Những chiếc châm nhỏ xíu ngưng tụ từ chân nguyên kia tựa như những con rắn độc đang bò lổm ngổm trong cơ thể bọn họ, đau đến tê tâm liệt phế, vô cùng thê thảm. Đáng ghét, tên đầu sỏ của giới vực Thanh Hồng này thật quá đáng. Ta nghe nói toàn bộ tinh cung này đều do ba người đó tìm ra trước tiên, kết quả còn chưa chờ đến truyền thừa mở ra đã bị người của giới vực Thanh Hồng phát hiện. Mặc dù giới vực cấp cao giết người không chớp mắt, nhưng cái kiểu giày vò người khác như cách giới vực Thanh Hồng làm này lại vô cùng hiếm thấy. Ha ha, vậy là ngươi không biết sự tích về Thạch Minh này rồi. Những người chết dưới tay hắn ta, không một ai mà chưa từng trải qua sự giày vò đau đớn tới tận cùng rồi chết, không kẻ nào có thể chết một cách thoải mái cả. Lẽ nào, người của giới vực cấp thấp chỉ giống như món đồ chơi trong mắt người của giới vực cấp cao ư? Đám đông đứng trước cửa tông môn đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng, sợ hãi. Ngay cả mấy thủ lĩnh của giới vực cấp cao khác cũng khẽ cau mày, thủ đoạn của tên Thạch Minh này cũng thật quá đáng. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng không nói gì, mặc dù thủ đoạn của hắn ta khá bị ổi nhưng không thể phủ nhận nó có sức chấn nhiếp cực kỳ lớn. Trước đó, đám người kia vẫn còn muốn liều chết một phen, nhưng giờ đã hoàn toàn quay trở lại thực tế. Chỉ đành giận mà không dám nói gì. Còn về ba người bị giày vò kia, chỉ đành trách số mình đen đủi mà thôi. Vẫn không quỳ, tên thủ lĩnh của giới vực Thanh Hồng nhìn thấy Trúc Thanh Sơn không ngừng kêu la thảm thiết nhưng vẫn không quỳ xuống, ánh mắt bất giác lóe lên nét lạnh lẽo. Thằng chó, ngươi mờ đi. Ánh mắt Trúc Thanh Sơn lạnh lùng, hung. Hăng mắng một câu. Đúng là ngu dốt hồ đồ, bổn công tử chơi đủ rồi. Không quỳ thì ngươi đi chết đi. Gương mặt âm u của Thạch Minh trở nên vô cùng lãnh lẽo, ánh mắt tựa băng, hắn ta chậm rãi giơ tay phải lên, bốn khí hải đồng loạt khởi động, chân nguyên khủng bố cuồn cuộn rót vào. Thoáng chốc, luồng khí tức phát ra trong lòng bàn tay hắn ta trở nên cuồng mãnh đến mức người ta kinh hồn bạt vía. Nếu đập xuống một phát này, e là sẽ khiến đám Trúc Thanh Sơn tan xương nát thịt, chết không toàn thây mất. Vốn dĩ, trước đó vẫn còn vài tiếng huyên náo, giờ phút này toàn bộ không gian đều yên tĩnh như chết, vô số ánh mắt nhìn sang đều lộ ra vẻ không đành lòng. Ba người Trúc Thanh Sơn chẳng làm sai chuyện gì, chỉ vì tìm ra truyền thừa tinh cung này trước, còn chưa kịp rút lui đã bị người của giới vực Thanh Hồng tới định giết để răn đe kẻ khác. Từ đầu đến cuối, chẳng có tí đạo lý nào đáng nói. Có nhiều người của giới vực cấp trung và cấp thấp thấy vậy thì vô cùng đồng cảm, bất bình đến độ toàn thân phát run. Nhưng khi nhìn thấy từng hàng anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao, ai nấy đều kiêu ngạo vinh váo tới tận trời thì dũng khí của bọn họ lập tức vụt tắt. Bảy giới vực cấp cao hợp tác, muốn làm bừa thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đáng ghét. Lẽ nào trong mắt đám bọn họ những anh tài kiệt xuất của giới vực cấp thấp cũng chỉ như món đồ chơi?
tốt nhất là ngươi nên nghĩ kỹ trước khi ra tay đi, không thì ta sẽ khiến ngươi muốn chết cũng khó. Đúng lúc mọi người đều đang vô cùng bất lực, tuyệt vọng và đau khổ, bỗng nhiên một giọng nói tựa tiếng sấm rền vang lên. Ầm. Giọng nói kia lạnh lẽo thấu xương, quanh quẩn trước cửa tông môn Ngôi Vân Tông, vang vọng chấn động tận trời. Khi giọng nói lạnh băng quanh quẩn cả bầu trời thì chợt vang lên một tiếng xé gió. Vèo. Thoáng chốc, có vô số ánh mắt trước của tông môn Ngôi Vân Tông đều nhìn sang. Hiển nhiên là cực kỳ tò mò với thân phận của người đến, rốt cuộc là ai trong tình huống bảy giới vực lớn hợp tác còn dám khiêu khích một cách trắng trợn như vậy. Dù sao, bản thân tên Thạch Minh thủ lĩnh của giới vực Thanh Hồng cũng không phải loại dễ chọc gì. Tu vi mạnh mẽ, còn có rất nhiều thủ đoạn. Lâm Nhất. Ba người Trúc Thanh Sơn đang chống lại uy áp của Thạch Minh và trong lòng nghĩ mình chắc chắn phải chết liếc một cái đã nhận ra Lâm Nhất. Trong mắt cả ba lập tức trở nên kích động không thôi, nhưng niềm hy vọng ấy chợt lóe rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Tuy Lâm Nhất rất mạnh, nhưng dưới sự hợp tác của bảy giới vực cấp cao, muốn cứu ba người họ ra thì khá là khó. Chưa biết chừng còn khiến mình lọt vào nguy hiểm, hắn chính là ngọn lửa của huyền hoàng giới, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Vẻ mặt ba người lập tức trở nên lo lắng, nhìn Lâm Nhất với ánh mắt tràn đầy lo âu. Ai cũng muốn mở miệng khuyên Lâm Nhất nhanh chóng rời khỏi đây, sau này lại báo thù cho họ. Nhưng họ đều bị thương quá nặng, muốn mở miệng nói chuyện cũng rất khó, chỉ có thể lo lắng há miệng. Giữa không trung, Lâm Nhất nhìn thấy vậy lập tức hiểu được ý của bọn họ, không khỏi nổi giận. Đám khốn kiếp kia đúng là đáng chết. Là Lâm Nhất. Trong số thủ lĩnh của bảy giới vực cấp cao lập tức có mấy người nhận ra Lâm Nhất, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Ta còn tưởng là ai kiêu ngạo như vậy, hóa ra là tên nhóc nhà ngươi. Thạch Minh giơ tay lên, tuy chậm rãi hạ xuống nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ khinh bỉ. Hắn ta có nghe nói đến tên kia, thách thức với cả hai giới vực cấp cao lớn trên quảng trường Thánh Đàn nhưng vẫn không hề hấn gì, còn ngông cuồng không coi giới vực cấp cao ra gì. Tuy sức mạnh rất khủng bố, nhưng giờ hai giới vực huyết cốt và liệt dương đang tìm hắn khắp nơi trong Thương Long cấm giới. Trước mắt e rằng đang trốn chui trốn nhủi như chuột chạy qua đường, nghĩ chắc hắn cũng không dám đắc tội mình. Huống chi, suy cho cùng tên nhóc đó vẫn chỉ là anh tài của giới vực cấp thấp nên trong lòng Thạch Minh vẫn có chút khinh bỉ. Lâm Nhất, chuyện này không liên quan đến ta, bạn của ngươi không phải do chúng ta bắt, cũng chẳng phải do chúng ta đánh bị thương. Chuyện này cũng không liên quan đến giới vực thiên mạc bọn ta. Chấm chấm chấm. Nhưng hắn ta vừa nói xong, sắc mặt mấy thủ lĩnh của giới vực cấp cao đằng sâu đều có chút lo lắng, cố gắng phủi sạch quan hệ. Trông như vô cùng sợ hãi Lâm Nhất, phủi sạch quan hệ xong cũng không dám rời đi ngay. Dường như đang đợi Lâm Nhất xử lý, trường hợp thoáng chốc trở nên cực kỳ quỷ dị, đám người đông nghìn nghịt trước cửa tông môn cũng bị chấn động trước cảnh tượng ấy. Sắc mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh như không. Hắn đại khái có thể đoán được vài tên thủ lĩnh của giới vực cấp cao ấy đã biết được tin đám Liễu Mộ chết trong tay mình. Cút! Lâm Nhất lạnh lùng nói, tốt nhất là cầu nguyện các ngươi không có lừa ta, không thì Lâm Nhất ta thề sẽ chẳng ai trong số các người có thể rời khỏi đây. Thiếu niên nhấn mạnh từng chữ, giọng nói tràn ngập sát khí khiến người ta không rét cũng run. Mấy tên thủ lĩnh giới vực cấp cao mở miệng ban nãy cũng không chút để ý bị Lâm Nhất quát. Tả cả đều như chút được gánh nặng. Sau khi chắp tay chào bèn vội vàng rời đi, thậm chí còn không thèm liếc truyền thừa tinh cung được bảo tồn đầy đủ kia lấy một cái. Vèo, vèo, vèo. Từng tiếng xé gió vang lên, phút chốc sáu tên thủ lĩnh của giới vực cấp cao và những thành viên trong gia tộc đã chạy xa. Chạy. Cảnh tượng ấy khiến người xem trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngơ ngác. Sao có thể thế được? Chỉ một chữ cút đã đuổi đi sáu giới vực cấp cao, thật sự là có chút khoa trương quá rồi đó. Chẳng mấy chốc, số người trước cửa tông môn Ngôi Vân Tông chỉ còn lại một mình giới vực Thanh Hồng. Sắc mặt Thạch Minh đổi tới đổi lui, sâu trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ luống cuống. Những người khác chắc chắn đã biết tin gì mà hắn ta chưa biết, không thì sẽ không bỏ đi mà chẳng màng truyền thừa ở Ngôi Vân Tông. Đám khốn kiếp kia cũng chẳng thèm nói với hắn ta một tiếng.
Thạch Minh thật sự hơi hoảng, khí thế của Lâm Nhất quá mạnh mẽ khiến hắn ta có chút không thở nổi. Dù là lý do gì thì cũng không thể ở lại đây nữa. Con ngươi Thạch Minh khẽ đảo, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi cười nói, Lâm Nhất, ta nể mặt ngươi từ bỏ truyền thừa ở ngôi Vân Tông này và cũng sẽ thả bạn ngươi ra. Soạt. Hắn ta vung tay lên, dây thừng cột trên người đám Trúc Thanh Sơn, Phương Thiếu Vũ đồng loạt rơi xuống. Phụt. Đám Trúc Thanh Sơn vừa thả lỏng lại đã phun ra một ngụm máu tươi mới miễn cưỡng đứng dậy. Tạm biệt. Thạch Minh ra vẻ rộng lượng phất tay, trông như là đã rất nể mặt Lâm Nhất rồi vậy. Ta cho ngươi đi chưa? Nhưng hắn ta vừa xoay người đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo như băng và sát khí sắc bén như đao đâm vào lưng mình. Nụ cười trên mặt Thạch Minh chợt vụt tắt, xoay người cả giận, Lâm Nhất, ngươi đừng có mà quá đáng, bạn ngươi ta cũng thả, truyền thừa tông môn ta cũng từ bỏ, ngươi còn muốn sao nữa? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, đừng có mà được nước làm tới, chọc ta trở mặt thì ngươi cũng chẳng yên lành gì được đâu. Có thể thấy được hắn ta đã thật sự nổi giận. Sắc mặt Thạch Minh xanh mét, âm trầm khiến người sợ hãi, câu cuối cùng rõ ràng tràn ngập sự đe dọa. Vốn tưởng sắp giải quyết được một sự tranh chấp, nhưng bầu không khí lại trở nên căng thẳng thêm lần nữa, nặng nề khiến người ta cảm thấy hít thở khó khăn. Tự giải quyết cho tốt. Được nước làm tới. Đừng trách ta trở mặt. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên lộ ra một nụ cười đầy giễu cợt, mặt mày cong. Cong. Lạnh lùng nói, cái mặt của ngươi cũng lớn ghê, còn trở mặt cho ta xem nữa đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 124.